Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 256, ngoài ý muốn. Lâm Di muốn cầm quần áo đứng dậy, chu thập cửu giữ chặt tay nàng, hỏi Quất Hồng, có nói chúng ta đã nằm nghỉ rồi không? Quất Hồng đáp, có nói rồi à? Nàng thoảng dừng lại, là cùng mama đến tìm, nói là ma ma bên cạnh đại thái thái tìm tới lão phu nhân lão phu nhân nghe tin xong thì đã ngồi dậy rồi xem ra chẳng phải là chuyện nhỏ nếu không thì cùng xa xa đã không đích thân tới báo tin chu nguyễn cảnh uống rượu ở phủ tín thân vương rồi mới về nhà nói không chừng là mượn rượu để gây gổ với chân thị lâm di mặc quần áo tử tế hầu hạ chu thập cừu mặc y phục và áo lông cừu rồi hai người đi tới phòng của chu lão phu nhân Lúc này trong tam tiền viện đèn đuốc đã sáng trưng, Chu thập cửu và lâm di vào cửa đã nhìn thấy Chu lão phu nhân mặc sẵn áo lông cừu rồi. Nhà tổ xảy ra chuyện gì vậy? Chu thập cửu hỏi Chu lão phu nhân. Lâm di tiến Chu thập cửu ra ngoài, lúc trở lại cùng Mama đã hỏi thăm được một vài tin tức, bên đó nói là đại thái thái bất cần bị thương, nhưng thật ra là bị đại lão gia cầm ghế đánh vào đầu. Cầm ghế đánh trúng đầu, dù biết Chu Nguyễn Cảnh say rượu sẽ làm chuyện thất đức thì cũng chẳng ngờ sẽ đến mức này. Lâm Di cho cùng Mama lui xuống nghỉ ngơi, chỉ giữ lại mấy bà từ trực đêm. Cùng Mama vâng dạ đáp lại. Lâm Di nhìn đồng hồ cát, trước khi trời sáng phía nhà tổ hẳn sẽ có tin tức thôi. Chân Thị không có việc gì thì tốt, còn nếu xảy ra chuyện, tất nhiên chân ra sẽ không chịu bỏ qua. Đáng lẽ ngay từ khi Chu Nguyễn Cảnh muốn bóp chết chân Thị chu lão phu nhân đã nên dạy dỗ con trai rồi bây giờ có vội vã chạy tới che giấu cũng đã muộn chu thập cửu gật đầu em cứ xem mà làm nếu có vấn đề gì thì sai trần hán đến nha môn tìm ta chuyện trong nội trạch phức tạp khó lường ai biết được đến cuối sẽ như thế nào trời vừa sáng lâm di nhanh chóng lên xe đến nhà tổ sắc mặt của chu lão phu nhân rất xấu đại tẩu cháu bất cần bị thương ta không yên tâm nên muốn qua đó xem thế nào. Lần trước Chu Nguyễn Cảnh suýt nữa bóp chết chân thị, Chu lão phu nhân cũng không gấp gáp như vậy. Lâm Di nhìn Chu Thập Cửu, đã muộn như vậy rồi mà Chu lão phu nhân muốn ra ngoài, bọn họ sao có thể làm ngơ không hỏi thăm. Chúng ma ma lại vội vàng tiến lên trấn an chân thị. Trong phòng loạn cào cào, bên ngoài truyền đến tiếng trẻ con gào khóc, cho ta vào gặp mẫu thân, ta muốn gặp mẫu thân. Quách thị nghe thấy tiếng toàn ca liền đi ra ngoài. Đối với kẻ sắp chết, dường như người ta có thể buông bỏ tất cả mọi ân oán. Nhất là nhìn một kẻ vốn khỏe mạnh giờ chỉ còn chút hơi tàn, thì dẫu trong lòng có hận cũng không thấy vui nổi. Có thể vì biết chân thị chỉ là con cờ bị lợi dụng, nên ngay từ đầu nàng cũng không coi thị là người mình phải đối phó. Lầm gì chịu đau mồi xuống, mặc kệ toàn ca đấm đánh mà ôm cậu bé ra khỏi phòng. Toàn ca gào khóc, cơ thể nhỏ bé ra sức dãy rùa, để ta vào. Quách thị cầm khăn lau khóe mắt, thử hết mọi cách rồi, lang trung nổi danh trong thành cũng đã mời đến, bây giờ chỉ có thể mong đại tẩu gắng gượng vượt qua thôi. Quách thị vừa dứt lời, chân thị trên giường bỗng nhiên run lên, ma ma hai bên vội vàng chạy tới đỡ. Chu lão phu nhân đứng dậy đi qua nhìn, hồi lâu sau chân thị mới ổn định lại, chẳng qua cơ thể đã thẳng đơ như một tấm ván gỗ cổ họng phát ra âm thanh khò khè. Quả ánh mắt thì vị ma ma kia có vẻ khá khôn khéo. Đại thái thái thế nào rồi? Lâm Di thấp giọng hỏi. Hành động của Chu Nguyễn Cảnh thật sự khiến người ta phải lạnh lòng. Cùng ma ma nói, các ma ma bên phía nhà tổ đều sợ run, nói rằng đại thái thái ngất ngay tại chỗ, lát sau thì tai mũi chảy máu. Chân gia cũng không phải gia tộc nhỏ, làm sao chịu thua thiệt cơ chứ? bây giờ chu lão phu nhân nhất định đang nóng ruột như kiến bò trên trào bữa sáng đã được bày biện xong lâm di cùng chu thập cửu đi qua tự tay múc canh cho chu thập cửu một lúc nữa ta sẽ qua đó xem thế nào xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không tiện tránh mặt tới khi trời sáng thì chắc chân ra cũng nhận được tin trần thị vì toàn ca mà bỏ hết mặt mũi nhượng bộ chu nguyễn cảnh cùng ma ma nói tiếp thế nhưng sau khi đại lão gia trở về nhìn thấy Chu Di Nương bị Đại Thái Thái phạt quỳ trong sân liền nổi giận, đùng đùng đi tới viện của Đại Thái Thái ẩm ý một trận, hai vợ chồng náo loạn rồi rời đi trong không vui. Người ta thường nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, Chu Nguyễn Cảnh bạc tình bạc nghĩa như vậy có khác gì xúc vật đầu. Bỏ qua chân thị đối xử với người ngoài thể nào, ít nhất thị vẫn luôn hết lòng với trượng phu. Lâm Di nhìn cùng mama, mới nói muốn ở trong phòng tu tâm dưỡng tính mà sao chưa gì đã đi phạt di nương rồi? Cùng mama cũng thấy là, toàn ca, nghe nhị thẩm nói, chờ mẫu thân con khỏi bệnh sẽ để con vào phòng, con ngoan, nhị thẩm cam đoan với con đấy. Nàng ta vỗ về đầu toàn ca, toàn ca như tìm được cứu tinh, duỗi tay ôm lấy quách thị. Trấn an được toàn ca, quách thị quay sang nhìn lâm di, quận vương phi có sao không? Có bị thương hay không? Toàn ca nghe được câu này, dường như nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Lâm Di, co rụt vào lòng Quách Thị, xong vẫn hướng mặt về phía Lâm Di nói, quận Vương Phi. Mà mà kia đáp, thức đó còn có thể nhắm mắt nói chuyện, giờ phần lớn thời gian đều hôn mê sâu, vất vả lắm mới đốt được tí thuốc lại bỗng nhiên phun ra hết. Ngày vừa châm cứu xong, Lâm Di đi tới phòng của chân Thị, mùi thuốc nồng nặc ập vào mặt. Hạ nhân trong phòng đều thấp thỏm đứng nép sang một bên bầu không khí hết sức nặng nề. Có giả bộ như không biết thì đến lúc đó thế nào cũng sẽ bị liên lụy, loại chuyện này đâu phải lần đầu tiên xảy ra. Chu Thập Cửu nói, giờ muộn lắm rồi, để ta sang đó với Thẩm Nương. Chu Thập Cửu đã nói như vậy, Chu lão phu nhân cũng không tiện từ chối, cũng được, nếu gặp binh lính đi tuần, có cháu đi cùng cũng dễ nói. Dầu gì Chu Thập Cửu cũng là nam giới, có nhiều việc trong nhà không tiện can thiệp, Lâm Di bèn nói, ta cũng đi cùng thấm nương sang đó. Chu lão phu nhân còn chưa mở miệng, Chu thập cửu đã từ chối, nếu đều đi thì trong phủ làm thế nào? Em vẫn nên ở lại phủ chờ tin đi, nếu như có chuyện gì thì sáng sớm mai lại qua thay ta. Chu lão phu nhân kín đáo nhướng mày, ta muốn mẫu thân, ta muốn mẫu thân, quách thị chạy đến, cũng khóc cùng với toàn ca, toàn ca. Người gác cổng chuẩn bị xe ngựa, Lâm Di và Chu Thập Cửu trở lại nhị tiến viện thay quần áo. Lâm Di lấy áo khoác lông trồn ra cho Chu Thập Cửu mặc, sao quận vương gia không cho ta đi cùng. Chu Thập Cửu đáp, chẳng phải chuyện hay ho gì, em cứ ở trong phòng ngủ ngon đi, còn hơn qua đó hứng gió lạnh. Ý của Chu Thập Cửu là khỏi phí công vô ích, không khéo bất cần còn bị cắn ngược một cái. Chu Nguyễn Cảnh là tên vũ phu, nếu gã thật sự dùng sức, chân thị làm sao chịu nổi chẳng trách chu lão phu nhân phải vội vàng qua đó sắc mặt quách thị rất xấu đã vài lần như vậy rồi cũng không biết vì sao nữa chỉ nhìn máu thịt be bé bét trên đầu chân thị là biết ngay chu nguyễn cảnh đã mạnh tay tới cỡ nào chu lão phu nhân đi tới nắm chặt tay chân thị giọng điệu hiền lành hơn hẳn bình thường con ngoan con phải gắng gượng sau này toàn ca cần có con ta còn trông cậy con phụng dưỡng tuổi già con không được xảy ra chuyện gì không biết có phải do nghe được tiếng của chu lão phu nhân hay không mà chân thị bắt đầu nhe răng mua vuốt dãy ruộa liên hồi toàn ca đẩy nhũ mẫu ra nhào về phía quách thị ma ma bên cạnh quách thị sợ toàn ca đụng phải bụng quách thị thì vội bước lên kéo quách thị lại nhờ đó toàn ca xông thẳng vào phòng ngay lúc thân hình bé nhỏ của toàn ca chạy đến trước giường chân thị chân thị lại lên cơn trông vô cùng dữ tợn sau đó đại thái thái nghe nói đại gia bị đại lão gia la mắng liền dẫn nha hoàn qua tìm, không biết thế nào mà đại lão ra lại ra tay. Đến lúc mọi người chạy đến thì đại thái thái đã bất tỉnh, đại lão ra chỉ biết đờ ra nhìn. Lúc này mà còn không mời ngày thì đừng nói là chu Nguyễn Cảnh, cả chúng ta cũng không biết ăn nói thế nào. Lâm Di giúp chu thập cử buộc lại nút thắt, thẩm nương cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không ngăn quận vương ra qua đó. Bằng không chẳng ai có thể gánh nổi trách nhiệm này hết. Lâm Di đi lên ngăn ở giữa chân thị và toàn ca, toàn ca loạn choạng đâm vào lòng Lâm Di. Bị ngăn cản, cậu bé lập tức khóc lóc ầm ĩ. Giết người đền mạng, nếu chân thị thật sự có chuyện gì, Chu Nguyễn Cảnh cũng không thoát tội. Cùng mama kể đến đây cũng cảm thấy kinh hãi, lão phu nhân mới hỏi mấy câu đơn giản, mama bên phía nhà tổ đã hoảng rồi, ăn nói cũng không rõ ràng, chỉ kể là vốn dĩ đại thái thái muốn lập Phật đường trong phòng sau này muốn ở trong phòng chép kinh phật tu tâm dưỡng tính chỉ mong có thể ở trong nhà chăm sóc đại lão gia việc bên ngoài đều do đại lão gia định đoạt mau cứu mẫu thân con chẳng phải người có thể khiến người chết sống lại sao van xin người sắc mặt của chu thập cửu vẫn như thường không nhìn ra được gì lầm gì đành phải hỏi thế nào rồi chu thập cửu thay áo lót bằng lụa trắng như tuyết đã mời lang trung qua xem ý của làng chung là trong nhà nên chuẩn bị sẵn. Mặc dù nàng đã ngờ trước, nhưng khi nghe thấy vẫn phải cau mày, dỗ chân thị có xấu, xong cũng không đáng chết trong tay Chu Nguyên cạnh như vậy. Lâm Di hỏi, đã mời ngự y hay chưa? Chu thập cửu khẽ nhướng mày, mời rồi, nhìn dáng vẻ của chân thị bây giờ, xem ra tình cảnh còn nguy hiểm hơn cát khánh sinh lúc trước. Lâm Di nhìn quách thị, mau cứu mẫu thân con có thể khiến người chết sống lại. Câu nói này không có khả năng xuất phát từ miệng một đứa bé 6-7 tuổi, nhất định là có người dạy. Sắc mặt của chu lão phu nhân rất xấu, đại tẩu cháu bất cần bị thương, ta không yên tâm nên muốn qua đó xem thế nào. Lần trước chu Nguyễn Cảnh suýt nữa bóp chết chân thị, chu lão phu nhân cũng không gấp gáp như vậy. Lầm gì nhiên chu thập cửu, đã muộn như vậy rồi mà chu lão phu nhân muốn ra ngoài bọn họ sao có thể làm ngơ không hỏi thăng. Có giả bộ như không biết thì đến lúc đó thế nào cũng sẽ bị liên lụy, loại chuyện này đâu phải lần đầu tiên xảy ra. Chu Thập Cửu nói, giờ muộn lắm rồi, để ta sang đó với Thẩm Nương. Chu Thập Cửu đã nói như vậy, Chu lão phu nhân cũng không tiện từ chối, cũng được, nếu gặp binh lính đi tuần, có cháu đi cùng cũng dễ nói. Dầu gì Chu Thập Cửu cũng là nam giới, có nhiều việc trong nhà không tiện can thiệp. Lâm Di bèn nói, ta cũng đi cùng thấm nương sang đó. Chu lão phu nhân còn chưa mở miệng, Chu thập cửu đã từ chối, nếu đều đi thì trong phủ làm thế nào? Em vẫn nên ở lại phủ chờ tin đi, nếu như có chuyện gì thì sáng sớm mai lại qua thay ta. Chu lão phu nhân kín đáo nhướng mày. Người gác cổng chuẩn bị xe ngựa, Lâm Di và Chu thập cửu trở lại nhị tiến viện thay quần áo. Lâm Di lấy áo khoác lông trồn ra cho Chu thập cửu mặc. Sao quận vương gia không cho ta đi cùng? Chu thập Cửu đáp, chẳng phải chuyện hay ho gì, em cứ ở trong phòng ngủ ngon đi, còn hơn qua đó hứng gió lạnh. Ý của Chu thập Cửu là khỏi phí công vô ích, không khéo bất cần còn bị cắn ngược một cái. Lâm Di tiến Chu thập Cửu ra ngoài, lúc trở lại cùng mama đã hỏi thăm được một vài tin tức, bên đó nói là đại thái thái bất cần bị thương, nhưng thật ra là bị đại lão gia cầm ghế đánh vào đầu cầm ghế đánh trúng đầu. Dù biết Chu Nguyễn Cảnh say rượu sẽ làm chuyện thất đức thì cũng chẳng ngờ sẽ đến mức này. Người ta thường nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, Chu Nguyễn Cảnh bạc tình bạc nghĩa như vậy có khác gì xúc vật đâu. Bỏ qua chân thị đối xử với người ngoài thể nào, ít nhất thị vẫn luôn hết lòng với trượng phu. Hành động của Chu Nguyễn Cảnh thật sự khiến người ta phải lạnh lòng. Cùng mama nói, các mama bên phía nhà tổ đều sợ run, nói rằng đại thái thái ngất ngay tại chỗ, lát sau thì tại mũi chảy máu. Chu Nguyễn Cảnh là tên vũ phu, nếu gã thật sự dùng sức, chân thị làm sao chịu nổi. Chẳng trách Chu lão phu nhân phải vội vàng qua đó. Giết người đền mạng, nếu chân thị thật sự có chuyện gì, Chu Nguyễn Cảnh cũng không thoát tội. Cùng mama kể đến đây cũng cảm thấy kinh hãi. Lão phu nhân mới hỏi mấy câu đơn giản, ma ma bên phía nhà tổ đã hoàng rồi ăn nói cũng không rõ ràng chỉ kể là vốn dĩ đại thái thái muốn lập phật đường trong phòng sau này muốn ở trong phòng chép kinh phật tu tâm dưỡng tính chỉ mong có thể ở trong nhà chăm sóc đại lão gia việc bên ngoài đều do đại lão gia định đoạt ngộp kép chân thị vì toàn ca mà bỏ hết mặt mũi nhượng bộ chu nguyễn cảnh cùng ma ma nói tiếp thế nhưng sau khi đại lão gia trở về nhìn thấy chu di nương bị đại thái thái phạt quỳ trong sân liền nổi giận đùng đùng đi tới viện của đại thái thái ẩm ý một trận, hai vợ chồng náo loạn rồi rời đi trong không vui. Sau đó đại thái thái nghe nói đại gia bị đại lão gia la mắng, liền dẫn nha hoàn qua tìm, không biết thế nào mà đại lão gia lại ra tay. Đến lúc mọi người chạy đến thì đại thái thái đã bất tỉnh, đại lão gia chỉ biết đờ ra nhìn. Lâm Di nhìn cùng mama, mới nói muốn ở trong phòng tu tâm dưỡng tính mà, sao chưa gì đã đi phạt đi nương rồi cũng mama cũng thấy tả lâm di nhìn đồng hồ cát trước khi trời sáng phía nhà tổ hẳn sẽ có tin tức thôi chân thị không có việc gì thì tốt còn nếu xảy ra chuyện tất nhiên chân gia sẽ không chịu bỏ qua đáng lẽ ngay từ khi chu nguyễn cảnh muốn bóp chết chân thị chu lão phu nhân đã nên dạy dỗ con trai rồi bây giờ có vội vã chạy tới che giấu cũng đã muộn lâm di cho cùng mama lui xuống nghỉ ngơi chỉ giữ lại mấy bà từ trực đêm Cùng mama vâng dạ đáp lại. Quất hồng vào phòng muốn hầu hạ Lâm Di nghỉ ngơi. Lâm Di lại khoát tay. Vẫn chưa biết còn việc gì nữa không. Ta nằm trên phản nghỉ ngơi một chút là được. Đến giờ sửu, giờ giờ sáng. Chu thập cửu trở lại. Thay quần áo thượng chiều. Lâm Di vừa rửa mặt xong. Nghe thấy tiếng động bèn ra nghênh đón. Sắc mặt của Chu thập cửu vẫn như thường. Không nhìn ra được gì. Lâm Di đành phải hỏi. Thế nào rồi? Chu thập cửu thay áo lót bằng lụa trắng như tuyết, đã mời lang trung qua xem, ý của làng trung là trong nhà nên chuẩn bị sẵn. Mặc dù nàng đã ngờ trước, nhưng khi nghe thấy vẫn phải cau mày, dỗ chân thị có xấu, song cũng không đáng chết trong tay chu nguyên cạnh như vậy. Lâm Di hỏi, đã mời ngự y hay chưa? Chu thập cửu khẽ nhướng mày, mời rồi. Lúc này mà còn không mời ngày thì đừng nói là chu Nguyễn Cảnh, cả chúng ta cũng không biết ăn nói thế nào. Lâm Di giúp Chu Thập Cửu buộc lại nút thắt, Thẩm Nương cũng nghĩ như vậy, cho nên mới không ngăn quận vương ra qua đó. Bằng không chẳng ai có thể gánh nổi trách nhiệm này hết. Chân gia cũng không phải gia tộc nhỏ, làm sao chịu thua thiệt cơ chứ? Bây giờ Chu lão phu nhân nhất định đang nóng ruột như kiến bò trên trào. Bữa sáng đã được bày biện xong, Lâm Di cùng Chu Thập Cửu đi qua, tự tay múc canh cho Chu Thập Cửu, một cúc nữa ta sẽ qua đó xem thế nào xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không tiện tránh mặt, tới khi trời sáng thì chắc chân ra cũng nhận được tin. Chu thập cửu gật đầu, em cứ xem mà làm, nếu có vấn đề gì thì sai Trần Hán đến nha môn tìm ta. Chuyện trong nội trạch phức tạp khó cường, ai biết được đến cuối sẽ như thế nào. Trời vừa sáng, Lâm Di nhanh chóng lên xe đến nhà tổ. Quả ái mắt thì vị ma ma kia có vẻ khá khôn khéo. Đại thái thái thế nào rồi? Lâm Di thấp giọng hỏi. Mà ma kia đáp, thức đó còn có thể nhắm mắt nói chuyện, giờ phần lớn thời gian đều hôn mê sâu, vất vả lắm mới đốt được tí thuốc lại bỗng nhiên phun ra hết. Ngày vừa châm cứu xong, Lâm Di đi tới phòng của chân thị, mùi thuốc nồng nặc ập vào mặt, hạ nhân trong phòng đều thấp thỏm đứng nép sang một bên, bầu không khí hết sức nặng nề. Quách thị vén rèm để Lâm Di đi vào trong. Lâm Di nhìn chân thị nằm ở giữa giường, Đối với kẻ sắp chết, dường như người ta có thể buông bỏ tất cả mọi ân oán. Nhất là nhìn một kẻ vốn khỏe mạnh giờ chỉ còn chút hơi tàn, thì dẫu trong lòng có hận cũng không thấy vui nổi. Có thể vì biết chân thị chỉ là con cờ bị lợi dụng, nên ngay từ đầu nàng cũng không coi thị là người mình phải đối phó. Quách thị cầm khăn lau khóe mắt, thử hết mọi cách rồi, làng trung nổi danh trong thành cũng đã mời đến, bây giờ chỉ có thể mong đại tẩu gắng gượng vượt qua thôi. Quách thị vừa dứt lời, chân thị trên giường bỗng nhiên run lên, ma ma hai bên vội vàng chạy tới đỡ. Chu lão phu nhân đứng dậy đi qua nhìn, hồi lâu sau chân thị mới ổn định lại, chẳng qua cơ thể đã thẳng đơ như một tấm ván gỗ, cổ họng phát ra âm thanh khò khè. Nhìn dáng vẻ của chân thị bây giờ, xem ra tình cảnh còn nguy hiểm hơn cát khánh sinh lúc trước. Lâm Di nhìn quách thị, sắc mặt quách thị rất xấu, đã vài lần như vậy rồi, cũng không biết vì sao nữa. Chỉ nhìn máu thịt be bé bét trên đầu chân thị là biết ngay Chu Nguyễn Cảnh đã mạnh tay tới cỡ nào. Chu lão phu nhân đi tới nắm chặt tay chân thị, giọng điệu hiền lành hơn hẳn bình thường, "Con ngoan, con phải gắng gượng, sau này toàn ca cần có con, ta còn trông cậy con phụng dưỡng tuổi già, con không được xảy ra chuyện gì." Không biết có phải do nghe được tiếng của Chu lão phu nhân hay không mà chân thị bắt đầu nhe răng mua vuốt, dãy dụa liên hồi chúng ma ma lại vội vàng tiến lên trấn an chân thị trong phòng loạn cào cào bên ngoài truyền đến tiếng trẻ con gào khóc cho ta vào gặp mẫu thân ta muốn gặp mẫu thân quách thị nghe thấy tiếng toàn ca liền đi ra ngoài toàn ca đẩy nhũ mẫu ra nhào về phía quách thị ma ma bên cạnh quách thị sợ toàn ca đụng phải bụng quách thị thì vội bước lên kéo quách thị lại nhờ đó toàn ca xông thẳng vào phòng ngay lúc thân hình bé nhỏ của toàn ca chạy đến trước giường chân thị, chân thị lại lên cơn, trông vô cùng dữ ton. Lâm Di đi lên ngăn ở giữa chân thị và toàn ca, toàn ca loạn choạng đâm vào lòng Lâm Di. Bị ngăn cản, cậu bé lập tức khóc lóc ầm ĩ. Lâm Di chịu đau mồi xuống, mặc kệ toàn ca đấm đánh mà ôm cậu bé ra khỏi phòng. Toàn ca gào khóc, cơ thể nhỏ bé ra sức dãy rùa, để ta vào ta muốn mẫu thân ta muốn mẫu thân quách thị chạy đến cũng khóc cùng với toàn ca toàn ca toàn ca nghe nhị thẩm nói chờ mẫu thân con khỏi bệnh sẽ để con vào phòng con ngoan nhị thẩm cam đoan với con đấy nàng ta vỗ về đầu toàn ca toàn ca như tìm được cứu tinh duỗi tay ôm lấy quách thị trấn an được toàn ca quách thị quay sang nhìn lâm di quận vương phi có sao không có bị thương hay không? Toàn ca nghe được câu này, dường như nhớ ra cái gì. Quay đầu nhìn Lâm Di, co rụt vào lòng quách thị xong vẫn hướng mặt về phía Lâm Di nói, quận Vương Phi. Mau cứu mẫu thân con. Chẳng phải người có thể khiến người chết sống lại sao, van xin người. Mau cứu mẫu thân con, có thể khiến người chết sống lại. Câu nói này không có khả năng xuất phát từ miệng một đứa bé 6-7 tuổi, nhất định là có người dạy. Quách thị mở to mắt kinh ngạc, quay đầu nhìn nhũ mẫu của toàn ca. Nhũ mẫu vội xua tay, há mồm muốn giải thích. Toàn ca dùng hết sức tắc lâm di, quận vương phi, van xin người. Người làm ơn. mươi 257, tới nhà. Giọng nói non nót khiến cho người nghe đau xót cùng. Toàn cơ không nói gì khác, chỉ một mực cầu xin lâm di. Mọi người vội chấn an cậu bé, song không khoi ti nhớ tới chuyện của Cát Khánh Sinh. Cát Khánh Sinh bị người ta đâm một đao còn có thể sống sót, không biết tìm lang chung nào cứu chữa. Không ai biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng đều đang nghĩ đến chuyện này. Lâm Di nhìn Quách Thị. Dường như Quách Thị không thấy, chỉ ôm toàn ca vào lòng khuyên nhủ. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng chân thị dãy rủa, toàn ca mở to hai mắt, hơi mờ mịt và bối rối. Đứa bé nhỏ như vậy vẫn chưa hiểu được chết là thế nào, chỉ biết mẫu thân mình không giống ngày thường lâm di đi đến bên toàn ca nói nhẹ toàn ca chờ một lát nữa mẫu thân con khỏe hơn sẽ để con đi vào nghe thấy mình sẽ được vào thăm mẫu thân toàn ca mở to mắt ngừng thút thít sau đó không dám tin mà nhìn về phía nhũ mẫu ở sau lưng lại quay về phía quách thị xin giúp đỡ quách thị gật đầu toàn ca nghe lời nào trẻ con không biết tính toán thiệt hơn đặc biệt là lúc này chỉ có thể ỷ lại vào người mình tin tưởng, hiển nhiên toàn ca rất tin tưởng quách thị. Trong phòng bỗng yên tĩnh hơn, thế rồi ma ma trống của tiến đến báo, quận vương ra mời ngày làm việc trong quân doanh tới. chu lão phu nhân vội mời ngự y vào xem. Ma ma kia muốn nói tại thôi, thấp giọng nói gì đó bên tại lão phu nhân. Lão phu nhân nhíu mày, ngươi chỉ cần mời người vào, việc còn lại ta sẽ nói. Dù cho không nói rõ, lâm di cũng đoán được lúc này rồi mà không chịu đề ngự y tới trần trị cho chân thị thì nhất định là ý của chu nguyễn cảnh chu nguyễn cảnh đánh chân thị thành ra như vậy dĩ nhiên hy vọng càng ít người biết càng tốt nhất là ngày sau này trần bệnh xong báo lại với thái y viện lỡ như ngày nhìn ra điều gì chu gia có làm gì cũng phí công chu lão phu nhân quả quyết đề ngự y vào là bởi tình trạng của chân thị đã đến mức nguy cấp chu gia bây giờ tích cực chạy chữa Thứ nhất là còn có thể ăn nói với chân gia. Thứ hai là nếu ẩm ý đến công đường, Chu Nguyễn Cảnh cũng có thể nói là mình lỡ tay, chứ không cố ý. Ngự y tới bắt mạch, Lâm Di và Quách Thị cùng tiến vào phòng. Nhà hoàn đang muốn buông rèm xuống thì Chu lão phu nhân đưa tay ra cản, vẫn nên để ngụy nhìn rõ mới biết phải dùng thuốc thế nào. Vị ngày kia khom người nhìn thoáng qua chân thị trên giường, bắt mạch xong lập tức đứng dậy, muốn xem phương thuốc mà lang trung trước đó kê, hỏi xem sau khi uống thuốc thì tình trạng có cải thiện hay không. Chu lão phu nhân đáp, cứ ăn lại nôn ra, không thấy có chuyển biến gì. Vị ngày kia đành phải nói thật lòng, thật sự hết cách rồi, quận vương phi phải có chuẩn bị. Quách thị run giọng hỏi, không có biện pháp khác sao? Ngày lắc đầu, Chu lão phu nhân lập tức rơi nước mắt. Ngự y lui ra ngoài, Chu lão phu nhân ngồi trên ghế đệm nói chuyện cùng chân thị Toàn ca mới lớn như thế, sao con lại nhẫn tâm? Nha hoàn bên người chân thì cũng chảy nước mắt. Chu lão phu nhân đang khóc thì một nha hoàn vội chạy vào bẩm báo, Chu di nương treo cổ rồi. Quách thị giật nảy mình, nửa ngày không nói được gì. Chu lão phu nhân nhíu mày, chết hay chưa? Nha hoàn đáp, Chu di nương nói là ra ngoài đi dạo một chút, họa nhân hầu hạ cũng không để ý, đến lúc phát hiện thì thấy treo ở trên xà nhà chết rồi à? Chu lão phu nhân nghe xong bèn hỏi thận ma ma, Chu di nương là ai? Thần ma ma không biết nên nhìn quách thi. Quách thị đáp, là thiếp do người bên ngoài tặng cho đại ca, tên là Thái Vân, vì bị mua bán từ nhỏ nên không có họ, thế là đại ca mới. Mới, không có họ, Chu Nguyễn Cảnh liền lấy cho họ Chu. Chỉ là một thiếp thất mà cũng có thể mang họ của nhà chồng. Thủ đoạn của Chu Di Nương quả nhiên lợi hại, nhưng chu nguyễn cảnh cũng thật hoang đường chu lão phu nhân tái xanh mặt loại tai họa đó chết thì chết còn gọi chu di nương cái gì sau này gọi là thái vân trong nhà xảy ra chuyện như vậy tất nhiên thái vân cũng không sống được đêm hôm chu lão phu nhân chạy tới cũng chính là vì sợ chu nguyễn cảnh xử lý không khéo thái vân chết rồi có nhiều việc có thể đổ lên đầu nàng ta vừa mới nói xong về chu di nương bên ngoài lại báo chân đại lão gia chân đại thái thái và chân nhị thái thái tới người chân gia tới rồi chu lão phu nhân vội để thân ma ma đỡ ra ngoài đón họ chân đại thái thái chân nhị thái thái vừa gặp đã khóc sao đang tốt đẹp mà nháy mắt đã biến thành thế này vậy dứt lời chân đại thái thái bước tới gọi chân thị chân thị vẫn còn nghe thấy chẳng qua hơi thở càng lúc càng yếu chân nhị thái thái nhào qua khóc mọi người đang nói chuyện thì chân thị lại run bần bật lần nữa dọa cho hai thái thái chân ra sợ đến tái mặt mãi lâu sau chân đại thái thái mới hoàn hồn nhìn sang chu lão phu nhân lão phu nhân bên thông gia ơi đã xảy ra chuyện gì cô nãi nãi nhà tôi rốt cuộc làm sao vậy trước đó vài ngày cô ra đòi hoa ly chúng tôi nói hết lời ngon ngọt giờ cô nãi nãi lại thành ra thế này có để lão phu nhân nhà tôi sống nữa không chu lão phu nhân cũng không kiềm được sự đau khổ nước mắt lại rơi xuống vốn dĩ đã ổn rồi lại bỗng nhiên gặp phải tai họa lớn như thế nhìn đứa nhỏ này khổ sở như vậy ta chỉ hận không thể chịu thay nó chu lão phu nhân nói như chuyện không có quan hệ gì với chu nguyễn cảnh chỉ là ngoài ý muốn chân đại thái thái nhìn máu thịt be bét trên đầu chân thị cắn răng nói sao cô ra có thể xuống tay cơ chứ cô nãi nãi nhà tôi có lầm lỗi gì mà cho dù có thì tốt xấu gì cũng đã kéo dài được huyết mạch cho chu gia mà không phải ta nói thay cho nguyễn cảnh mặt chu lão phu nhân đẫm nước mắt đến nước này rồi ta nào dám che giấu tối hôm qua nguyễn cảnh say bất tỉnh nhân sự khi ta đến nó còn đang mê sảng cũng không biết đã đánh nương tử mình ta sai người dội nước lạnh nó mới tỉnh táo hơn chút tất cả đều là lỗi của nguyễn cảnh hết nếu như đánh chết nó có thể giúp nương tử nó bình yên vượt qua thì tối hôm qua ta đã làm rồi nói đến cuối bà ta tỏ ra nhục nhã hổ thẹn ta có lỗi với bên thông gia chân gia cũng biết chu gia sẽ không thừa nhận chu nguyễn cảnh cố ý giết vợ chân đại thái thái dùng khăn che mặt cũng chẳng phải là lần đầu tiên lần trước cô nãi nãi nhà tôi nói cô ra suýt bóp chết muội ấy không ngờ lần này sớm biết vậy nhà chúng tôi đồng ý hòa ly cho dỗi cô nãi nãi đã không phải chết. Trần gia nói toạc ra như vậy, rõ ràng là không chịu bỏ qua cho Chu gia. Nhìn khắp tôn thất, ai thiếp diệt thế cũng chỉ có một mình Chu Nguyễn Cảnh thôi. Trần Đại Thái Thái nói tới đây thì chợt nghe thấy bên ngoài ẩm ĩ. Đường Ma Ma vội vào báo, người của Thuận Thiên phủ đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 258, bỏ mình chu lão phu nhân nhìn người chân ra. Vẻ mặt của mấy người chân ra phức tạp, chân đại thái thái thả lòng cơ mặt một chút, do đó che bớt sự phẫn nộ trên mặt. chu lão phu nhân hỏi, chuyện gì vậy? Đường ma ma thấp giọng đáp, chỉ là một vị quan gia tới nói chuyện cùng đại lão gia. Rõ ràng là thuận thiên phủ nghe phong phanh nên đến tìm chu Nguyễn Cảnh hỏi thăm. Là ai đã để lộ tin? Đường ma ma nhìn mọi người trong phòng, chân ra mới nhận được tin, quận vương phi lại biết được từ tối hôm qua quận vương ra hôm nay lên chiều hoàn toàn đủ thời gian để sắp xếp thân ma ma nhìn chằm chằm đại thái thái nhà mình sợ hơi thở yếu ớt của chân thị ngưng lại ngay lúc này giờ thuận thiên phủ đã tới tận cửa nếu chân thị không còn chẳng phải là vừa vặn bắt ngay tại trận sao chân thị lẳng lặng nằm đó mặt tái nhợt khiến cho thân ma ma nhớ tới dáng vẻ cười đùa ngày thường của thị mà thấy chua xót hơi thở của chân thị ngày càng yếu, một dòng chất lỏng bỗng ứa ra từ khóe mắt thị. Thân ma ma và chân nhị thái thái đứng bên giường giật nảy mình, chân thị chảy nước mắt móng. Đây rõ ràng là thất khiếu chảy máu rồi, chân nhị thái thái khóc thành tiếng, cô nãi nãi, cô nãi nãi, muội đừng làm ta sợ, muội mở mắt ra đi. Chân đại thái thái cũng đi tới bên người chân thị khóc, liên tục gọi lang trung. Lang trung vào cửa xem bệnh, lắc đầu. Chu lão phu nhân sai bảo thân ma ma mang tục mệnh đan ra cho chân thị dùng. Rằng chân thị cắn chặt, bà tử làm thế nào cũng không cậy ra được, khó khăn lắm mới rót được một tí thì lại ộc ra cùng với máu. Tục là tiếp tục, tục mệnh đan, thuốc giữ mạng. Mà mà bên người chân đại thái thái nhắc nhở, có cần sai người hồi phủ báo cho lão phu nhân không ạ à? Cô nãy nãy đã thành ra như vậy. Chân đại thái thái nghẹn ngào, chỉ biết gật đầu vị ma ma kia vội sai người đến chân phủ thông báo. Chu lão phu nhân hoàn toàn bị gạt sang một bên, Quách thị bước lên hỗ trợ, chân đại thái thái khách sáo từ chối, nơi này có bọn tôi rồi, trong bụng nhị thái thái còn có một sinh mạng. Lỡ có sơ suất gì thì chúng tôi biết ăn nói thế nào. Chân đại thái thái vừa dứt lời, bên ngoài lại báo tin rằng chân đại lão gia và Chu Nguyễn Cảnh ẩu đả, người hầu vất vả lắm mới tách họ ra được chân gia trở mặt với chu ra rồi chân đại thái thái và chân nhị thái thái đang thương lượng xem có để toàn ca đến nhìn mẫu thân hay không thì chân thị trên giường bỗng mở mắt mọi người giật nảy mình vội vàng tiến tới mắt chân thị nhìn chằm chằm định dèm, miệng gọi mẫu thân mẫu thân đau quá con đau thị nói từng hơi từng hơi rồi tại phun máu chân đại thái thái vẫn đang hoảng hốt Lâm Di lấy khăn mềm từ tay nha hoàn đưa tới. Chân đại thái thái lúc này mới run rẩy lau máu cho chân thị. Chân thị nên mấy ngụm máu, dường như khí tức lưu thông hơn, mấp máy đôi môi đỏ màu máu. Chu Nguyễn Cảnh, người thật ác độc. Chu Nguyễn Cảnh, Chu Nguyễn Cảnh, mắt thị trợn trừng, bắt đầu đạp chân dãy rủa, cuối cùng khựng lại. Mũi miệng lại chảy máu. Thần ma ma run run đưa tay dò xét hơi thở của chân thị, không biết có phải do quá khẩn trương không mà mãi không dò ra được. Chân nhị thái thái thấy ngực chân thị không phập phồng nữa thì quay đầu nhìn chân đại thái thái, cô nãi nãi. Cô nãi nãi, không xong rồi, phải làm sao bây giờ? Ai cũng không dám nhắc đến chuyện thay đồ khâm liềm, chân thị nằm ngay đo trên giường, mặt mũi đầy máu. Chu lão phu nhân rơi nước mắt sai bảo hạ nhân, còn chờ cái gì? mau lấy nước rửa cho đại thái thái. Chân đại thái thái cũng hoàn hồn, nhìn một vòng quanh phòng, nhà hoàn của cổ nãi nãi nhà tôi đâu hết rồi. Thanh liễu, kim thúy đâu? Chân nhị thái thái giữ tay chị dâu, tẩu quên rồi sao? Thanh liễu và kim thúy đều gả đi rồi, bây giờ là quế viên và chi lan. Chi Lan đứng trước giường chân thị bước tới đáp, nô tỳ ở đây à? Lúc này chân đại thái thái mới nhìn thấy, ngay trước mặt người chu ra, trần đại thái thái không tiện hỏi thêm chỉ sai bảo chi lan quần áo của cô nãi nãi nhà ta đâu rồi mau lấy một bộ đến thay cho cô nãi nãi nhà ta không thể cứ để như vậy được chi lan vội lui xuống lấy quần áo vẫn còn chưa đi được mấy bước thì nghe thấy bên ngoài có bà từ thảo luận quê viên cô nương xảy ra chuyện rồi xem ra là muốn chết theo chủ một người khác nói cũng không uổng công đại thái thái thương nàng vốn đại thái thái đang định chuẩn bị đồ cưới cho Quế Viên và Chi Lan, sang năm gả họ đi, ai biết lại xảy ra chuyện này cơ chứ. Chi Lan lập tức nhớ lại chân thị đại tốt với mình và Quế Viện thế nào, liền chảy nước mắt. Sau khi khi vào buồng mở hòm xiềng ra, nhìn thấy quần áo ngày thường chân thị mặc, thì những lời chân thị dặn dò mình sắp xếp hòm xiềng như mới xảy ra thôi. Chị Lan ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy nha hoàn, bà tử đều đang chen chúc ở cửa ra vào, nhìn vào trong phòng. Trên giường còn bảy mấy sâu chuỗi Phật, mũi chi lan cay, cay cay, nghĩ lại Chu Di Nương đã chết và Quế Viên gặp chuyện. Có phải Quế Viên không nghe lời thân ma ma nên có kết cuộc giống với Chu Di Nương? Nghĩ đến đây, Chi Lan lạnh toát cả người. Đại thái thái mất rồi, không có ai nói thay họ nữa, bọn họ chỉ có thể mặc người ta ăn bài. Có lẽ Quế Viên thật sự muốn chết, chỉ ít còn có mặt mũi gặp đại thái thái, còn có tiếng là trung thành, sao nàng lại không nghĩ tới chứ? Bây giờ nàng ta làm theo lời thân ma ma, sau này thì sao? Nàng ta có thể có kết cục tốt sao? Bây giờ không có ai dám giúp nàng ta, sợ bị liên lụy. Nàng ta và Quế Viên đi cùng với đại thái thái vào phòng Chu Di nương, ai muốn biết đầu đuôi chuyện tối qua là thế nào đều sẽ đến hỏi nàng ta. Nàng ta thật sự muốn trái lương tâm mà nói bậy thật sự muốn để đại thái thái chết không một cách không rõ ràng sao chị lan muốn trốn nhưng lại không biết nên trốn đi đâu nhiều người đang mở to mắt nhìn nàng ta lại phải làm người vong ân phụ nghĩa chị lan ngẩng đầu lên không biết ai đã bày tương quan âm mà đại thái thái xin về trên giường quan âm cúi đầu như có thể nhìn thấu tất cả nàng ta tin phật mùng một và rằm đều phải ăn chay bây giờ nói láo trước mặt quan âm sau này liệu sẽ phải xuống địa ngục âm ti, chịu khổ vô biên cho tội lỗi đời trước không? Chị Lan dùng mình, mãi cũng không chọn được quần áo, phía bên kia không đợi được đã tới thúc giục, cũng không biết là giọng ai, đã là cúc nào rồi, cấy đại một bộ là được rồi, cô nương muốn làm cỡ giờ của đại thái thái sao? Cô nương hầu hạ đại thái thái cả đời, đừng để đến lúc người ra đi vẫn phải buông lời oán trách. Đừng để đến lúc người ra đi phải buông lời oán trách. Đúng vậy, nàng ta đi theo đại thái thái lâu như vậy, sao có thể ở giây phút quan trọng cuối cùng mà buông lời oán trách chứ? Bộ quần áo cuối cùng của đại thái thái, làm sao có thể chọn bừa chứ? Đại thái thái thích bộ quần áo nào, chỉ có nàng ta và Quế Viên biết, Chi Lan ổn định tinh thần, chọn một đôi giày vải gấm màu hồng cánh sen thêu cây kim ngân, còn có cả váy lót, váy dệt, áo trong, quản trong, đai lưng, chỉ cần có thể nghĩ đến thì đều lấy ra cố gắng chuẩn bị chu đáo chi lan cầm quần áo của đại thái thái vào phòng trong phòng đâu đâu cũng là tiếng khóc nhà hoàn đã thu thập xong những thứ ô uế. nhị thái thái quách thị tới hỏi chi lan đồ đạc đều sắp xếp xong rồi ư người mau tới hầu hạ đại thái thái mặc vào không thể kéo dài nữa chị lan đi theo quách thị ra đằng sau thay quần áo cho đại thái thái chân đại thái thái ngăn lại vẫn nên chờ hình bộ đến nghiệm thi rồi hành động vào cô nãy nãy. Nghe được hai chữ hình bộ, lại nghĩ đến chuyện sớm muộn gì cũng phải tới nhà môn khai báo. Chi Lan càng hối hận, còn chẳng bằng không nghe lời thân ma giống như quê viên tìm đường chết cho xong. Chi Lan nghĩ đến nỗi hai chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống, ngẩng đầu nhìn về phía chân đại thái thái. Chu Di Nương chết rồi, ngoại trừ nô tỳ thì không có ai nói được chuyện tối hôm qua tối qua vốn dĩ đại thái thái muốn đi ngủ lão gia trở về nghe nói chu di nương chịu phạt liền tới của trách thái 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 cãi lại hai câu nói rằng vốn dĩ là do chu di nương không biết thân biết phận muốn thỏ tay vào trong phòng đại lão gia chưa biết chừng ngày nào đó còn muốn hại đại lão gia lão gia nói thái thái chỉ giỏi nghi thần nghi quỷ rồi lại nhắc đến việc hòa ly hai người cãi nhau ầm ĩ đại lão gia nói xong thì đi đến chỗ của chu di nương phu nhân sợ chu di nương lại có ý xấu nên sai người đi nghe ngóng quả nhiên nghe thấy chu di nương cùng với nhụ mẫu và nha hoàn bên cạnh khóc lóc tố cáo với đại lão gia nói sâu thái thái rất nhiều còn nói mấy năm trước di nương xảy thai là do thái thái cả việc lão gia gặp mấy sự cố gần đây cũng đều là lỗi của thái thái hết chị lan nói đến đây người trong phòng đều biến sắc sắc mặt chu lão phu nhân là khó coi nhất thân ma ma hoảng sợ như gặp quỷ muốn chặn miệng Chi Lan mà không tìm được cơ hội và lý do mở miệng. Rõ ràng Chi Lan đang nói sự thật. Chị Lan ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy chuỗi phát trầu trên tay nhi thái thái quách thị, nhớ tới pho tượng quan âm mà nhị phu nhân giúp thỉnh về thì cắn môi nói tiếp, thái thái nhất thời nóng giận muốn đi tìm chu di nương, chúng nô tỳ cũng không ngăn được. Thái thái xông vào cửa không nói không rằng tiến lên đánh chu di nương, lão gia ngăn cản, thái thái không chịu tha cho chu di nương đến lão gia cũng mắng chúng nô tì nhìn thấy sắc mặt lão gia khó coi lập tức muốn kéo thái thái về thái thái mắng lão gia ác độc thái thái cam tâm tình nguyện ở trong phòng ăn chay niệm phật ấy vậy mà lão gia cũng không chịu khoan dung độ lượng không màng tình cảm vợ chồng nhiều năm vậy thì bây giờ giết thái thái luôn đi khỏi phải mất công tìm cơ hòa ly nữa lâm di chợt hiểu ra vì sao chân thì lại không quan tâm như thế Trần Thị nén giận chính là vì Toàn Ca, bây giờ Toàn Ca sống cảnh ăn bữa nay lo bữa mai, Chu Nguyễn Cảnh lại vì một di nương mà quở trách chính thê. Trần Thị hoàn toàn tuyệt vọng, đương nhiên sẽ bộc phát cơn thịnh nộ dồn nén đã lâu. Chu Nguyễn Cảnh lại uống rượu, bị Trần Thị ầm ĩ như vậy, nóng máu liền nặng tay. Nhiều nguyên nhân hợp tại mới dẫn đến nông nỗi này, nhưng thật sự không có ai đổ dầu vào lửa sao. Chi Lan đỏ ửng vành mắt, không buồn quan tâm bất kỳ chuyện gì nữa, đại lão ra cầm ghế tên, quay sang thái thái rồi. Trần nhị thái thái kinh ngạc dùng khăn tay bịt miệng. Trước mắt chu lão phu nhân tối sầm, đứng không vững nữa. Quách thị cũng luống cuống. Chỉ làn khóc dòng nói tiếp, là lão gia đánh chết thái thái, cả lão gia. Thật sự là lão gia. mươi 259, Thẩm Nương. Trần đại thái thái là người đầu tiên tỉnh táo lại gào khóc cô nãi nãi đáng thương của ta ơi dứt lời thị nhìn về phía chu lão phu nhân lão thái thái thông ra ngươi người định nói sao đây cô nãi nãi nhà chúng tôi cứ thế mà mất sao người định sao đây chu lão phu nhân lau nước mắt thoáng chốc trông như già đi mười mấy tuổi cho dù như thế nào thì đây đều là lỗi của nguyễn cảnh thông ra yên tâm đi chắc chắn chúng ta sẽ điều tra rõ ràng đầu tiên là xin lỗi sau đó lại nói sẽ điều tra rõ ràng ý của chu lão phu nhân là không thể chỉ nghe riêng lời khai của một nha hoàn được dứt lời chu lão phu nhân bên cầm lấy tay chân thị tay vẫn ấm này lại mời lang trung đến khám đi nói rồi bà ta cũng không nhịn được mà bật khóc thành tiếng thân ma ma đứng bên cạnh không biết làm gì cho phải lâm di và quách thị đi từ trong buồng ra chu nguyễn cảnh và chân đại lão ra một trước một sau đi vào tiền viện chân đại lão ra sụ mặt nổi giận đùng đùng, còn Chu Nguyễn Cảnh thì u rũ như con sư tử bị bẻ răng. Chân Đại Lão ra đi thẳng vào buồng, Chu Nguyễn Cảnh lại dừng bước ở ngoài, ánh mắt hơi sợ hãi. Loại người như Chu Nguyễn Cảnh bình thường ngang ngược hống hách, nhưng khi thật sự gặp chuyện lại chạy nhanh hơn ai hết, nếu không phải có men rượu, chắc chắn gã đã không dám đánh chết Đại Thái Thái. Bây giờ mọi chuyện đều phải nghe theo ý của nhà họ chân, không ai được làm trái. Chu Nguyễn Cảnh bối rối đứng ở phòng ngoài, bỗng dưng rèm châu khẽ động, chân đại lão ra đi ra, túm lấy cổ áo của Chu Nguyễn Cảnh, người đánh tam nương ra nông nỗi này, bây giờ cả đến gặp mặt muội ấy cũng không dám à. Chu Nguyễn Cảnh bị túm đến nỗi lào đảo, thất thiểu đi vào phòng. Chân đại lão ra đầy Chu Nguyễn Cảnh đến trước giường của chân thị, người nói đi, người có xứng với tam nương không? Tổ mẫu ta đã nhìn ra sự thô lỗ của ngươi từ sớm rồi, nếu như không phải thấy ngươi là con cháu hoàng tộc, thì đã chẳng gả tam nương cho ngươi. Bây giờ xem lại quả nhiên ngươi là đồ cô hồn vô tích sự, có gan giết người nhưng không có gan nhận, lại còn muốn trốn sau lưng phụ nữ trẻ em. Lâm Di đứng ngoài cửa nên nghe rất rõ những lời chân đại lão gia nói. Chân đại lão gia gian dạy Chu Nguyễn Cảnh trước mặt Chu lão phu nhân, không chỉ bởi nỗi đau mất muội muội mà còn vì nhà họ chân bị tổn thất liên lụy suýt chút nữa đã bị lôi lên công đường. Mấy năm nay nhà họ Trân không những chẳng được chốt lợi ích nào từ Chu Nguyễn Cảnh, ngược lại còn chịu liên lụy mất một mạng người. Trân Đại Lão ra sai bảo Trân Đại Thái Thái, mặc quần áo tử tế cho Tam Nương, lát nữa người của hình bộ sẽ đến nghiệm thi. Ông ta dùng một lúc rồi nói tiếp, trước khi người của hình bộ đến thì ai cũng đừng hòng đụng vào Tam muội ta. Chu Lão Phu Nhân muốn nói gì lại thôi nhà họ Trân không muốn nề mặt bà ta nữa, bà ta có nói gì cũng vô dụng. Trần đại lão gia ngồi xuống, nhìn Chu lão phu nhân, lão thái thái thông gia này, tam nương cứ thế mà đi, người làm huynh trưởng như ta không thể để muội muội chết không nhắm mắt. Không chỉ mình ta, người khác cũng sẽ làm vậy thôi, con gái đang sống sờ sờ gả đi làm chính thế mà giờ ra nông nỗi này, chẳng có ai bỏ qua được đâu sau này chỉ sợ toàn ca phải dựa vào tổ mẫu là người rồi. Chu Nguyễn Cảnh nín thở, kinh ngạc nhìn về phía Chu lão phu nhân. Sắc mặt Chu lão phu nhân vô cùng nặng nề, người cũng là nhà cậu của toàn ca mà, xương có gãy thì vẫn liền gân, bây giờ toàn ca đã không còn mẫu thân, tương lai của thằng bé càng phải dựa vào người, nó còn nhỏ. Cũng bởi vì toàn ca còn nhỏ nên ta mới không thể lừa thằng bé. Trần đại lão gia cười lạnh, cho dù không kinh động đến quan phủ thì sau này khi toàn ca hỏi ta mẫu thân nó đã chết như thế nào, ta cũng nên nói thật cho nó biết. Ta không thể để toàn ca mới từng đó tuổi mà đã không biết phân rõ đúng sai. Ý trong lời này là đang chỉ trích chu lão phu nhân dạy con không nghiêm. Lửa giận của chu Nguyễn Cảnh lại bùng lên, ngươi có ý gì? Trần đại lão gia vẫn bình thản nói, sao? Ngươi còn muốn giết sạch người nhà họ chân là? Chu lão phu nhân nghiêm nghị nhìn Chu Nguyễn Cảnh. Chu Nguyễn Cảnh sững sờ một lát rồi ủ rũ ngồi xuống, gã nghe tiếng sột soạt bên giường thì không nhịn được quay đầu nhìn. Bình thường thân thể của chân thị rất mềm mại, nay lại trở nên cứng ngắc, cánh tay vươn thẳng ra ngoài, trông rất đáng sợ. Tam nương chết thật rồi, những cảnh tượng ngày xưa ùa về trong đầu Chu Nguyễn Cảnh. Lúc vừa gả cho gã, Tam nương dễ thẹn thùng nhưng rất đáng yêu, cho đến lần đầu tiên gã uống say đánh vợ thì hai người xa cách nhau một khoảng thời gian sau này tam nương sinh toàn ca gã nhìn chúng hai nha hoàn thanh liễu và thủy nhi bên người vợ nhưng một đứa tam nương cũng không cho gã gã hận tam nương ghen tuông quá mức hận vợ quản lý mình quá chặt chẽ nam giới phải có tam thê tứ thiếp muốn gì được đó đàn bà chỉ cần chuẩn bị cơm canh nóng hổi quần áo phẳng phiu phục vụ gã chu đáo là được rồi chu nguyễn cảnh gã sinh ra đã là con cháu tôn thất phải được hưởng thụ mới đúng tại sao tam nương lại không hiểu được điều này cơ chứ nếu như không phải là do tam nương không biết điều thì làm gì tại dẫn đến chuyện hôm nay đều do tam nương không biết điều cả không thể trách gã bên tải của chu nguyễn cảnh vang lên tiếng của thân ma ma lão gia người khám nghiệm tử thi của hình bộ tới rồi chúng ta phải ra ngoài sau khi nghiệm thi xong hình bộ cho người khiêng thi thể của chân thị đi. Nội quyền trong nhà chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế bao giờ, đám tiểu nha hoàn sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, bọn bà từ từng trải hơn thì túm tụm bàn luận. Dẫu gì cũng là nữ quyền tôn thất, bị khiêng đi như thế thì khi nào mới có thể liệm táng chứ? Người nhà họ chân cũng chẳng thèm đếm xia đến mặt mũi nữa, thà rằng như thể cũng phải đòi lại được lẽ phải người của hình bộ vừa đi thì tông nhân phủ cũng dẫn chu nguyễn cảnh đi có người của tông nhân phủ tới vậy vụ này được cập án chắc dối ngay sau đó quan phủ cho người tới dẫn chi lan đi quế viên mà không chết thì cũng phải đi cùng với chi lan rồi cứ thể đi đi lại lại mấy chuyện viện của đại thái thái trấn thị trở nên im lìm vắng vẻ chu nguyễn quý không đảm đương nổi nên nhà cửa phải dựa vào quách thị thu xếp sau một ngày chu lão phu nhân cũng kiệt sức phải bảo người đỡ đi nghỉ ngơi quách thị ở lại bàn bạc với lâm di về chuyện khi nào lập đàn để tang lâm di nói chuyện này nên hỏi ý thẩm nương đã quách thị thở dài chỉ sợ bây giờ làm cái gì cũng không đúng quách thị tỏ vẻ như muốn bàn bạc đối sách với nàng tuy quách thị chỉ mới tiếp nhận quản lý nhà của gần đây nhưng nàng ta gả vào nhà họ chu đã được vài năm rồi làm sao không biết rõ những chuyện xảy ra trong nhà tổ này được chứ? Chưa kể cho dù là tai họa giáng xuống đột ngột thì ít nhiều cũng phải có dấu vết từ trước rồi. Lúc đầu trong dáng vẻ của Chi Lan rõ ràng là định đứng về phía chu lão phu nhân nói dối cho qua chuyện, nhưng sao mới đi ra ngoài một chuyến đã quay về nói chân tướng cho nhà họ chân biết rồi. Trong đây chắc chắn có sự sắp xếp của Quách Thị. Trần Thị chết, chu Nguyễn Cảnh bị bắt, sau này Chu lão phu nhân chỉ còn mỗi một đứa con trai là Chu Nguyễn Quý, toàn bộ nhà Tố đều rơi vào tay của Quách thị. Quách thị thông minh như thế, cần gì phải nhờ người khác nghĩ cách giúp chứ? Lâm Di không muốn dính dáng nên lên xe ngựa quay về phủ Khang quận vương. Cùng mama rót một chén trà nóng cho Lâm Di, không ngờ chân ra quyết liệt như vậy, chẳng cho cơ hội thương lượng nào. Ngẫm lại Chu lão phu nhân vì thế mà khó xử, Lâm Di nói: nhà họ chân làm thể không chỉ vì chân thị thôi đâu, mà còn vì cứu lấy danh dự của chính mình nữa. Cùng ma ma nói, lần này chắc đại lão gia không thể bình yên qua ải nữa đâu nhỉ. Chân gia cũng không phải nhà bình thường, chu Nguyễn cảnh phạm tội ái thiếp diệt thế mà không bị phạt nặng thì sau này ai còn muốn làm thông gia với tôn thất nữa. Chắc chắn Chu Nguyễn Cảnh sẽ không chỉ bị quan phù phạt ăn roi rồi được thả ra đâu. Một lát sau Chu lão phu nhân cũng ngồi xe về thân ma ma tới nói lão phu nhân chuyển lời khi nào quận vương gia rời nha môn trở về thì mời quận vương ra sang đó một chuyến có lẽ là muốn nhờ chu thập cửu giúp đỡ rồi chu lão phu nhân đã nói thế bọn họ làm con cháu không qua cũng không được lâm di đồng ý chờ đến khi chu thập cửu về thì hai phu thê cùng tới tam tiền viện chu lão phu nhân đã một ngày một đêm không ngủ nhìn bà ta vừa tiều tụy vừa già nua Chu Thập Cửu bước lên hành lễ, Chu Lão Phu Nhân vẫy tay ý bảo Chu Thập Cửu ngồi xuống bên cạnh mình, thiều thào hỏi, tình huống bên ngoài thế nào rồi, hình bộ đã điều tra rõ ràng chưa? Chu Thập Cửu nói thẳng, hình bộ đã lập bản án rồi, ngày mai sẽ giao hồ sơ cho Tông Nhân Phu. Chân mày của Chu Lão Phu Nhân nhíu lại, có cách nào chạy tội nhẹ bớt không? Chu Thập Cửu lắc đầu, hình bộ đã nghiệm thi kỹ càng rồi còn có chứng cử chính xác từ hai đứa nha hoàn của đại tầu không thể làm gì được nữa đâu hay thẩm nương thử đi hỏi tín thân vương phi xem tín thân vương quản lý tông nhân phủ phản xét tội đều do tông nhân phủ quyết định hết tay của chu lão phu nhân run lên nếu là thế thì nguyễn cảnh chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi tôn thất có khi còn bị phạt roi ngồi tù trong phòng đang nói chuyện gian bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng khóc mẫu thân đâu rồi ta muốn mẫu thân là giọng của toàn ca thằng bé đi theo chu lão phu nhân đến phủ khang quận vương chu lão phu nhân nhìn chằm chằm vào lâm di đứa nhỏ này mất mẫu thân còn phụ thân thì không biết có về được hay không nhị tẩu cháu mang thai chắc không thể chăm sóc cho thằng bé tốt được bây giờ nó chỉ có thể đi theo ta thôi mà ta cũng lớn tuổi rồi có chuyện gì cháu cũng giúp đỡ trông coi một chút nhé chu lão phu nhân đang nói chuyện thì toàn ca chạy từ trong phòng ra, khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt, mắt vừa đỏ vừa sưng. Thằng bé nhìn thoáng qua lâm di với vẻ mặt mâu thuẫn, không thèm nhìn chu thập cửu mà nhào thẳng vào lòng chu lão phu nhân. chu lão phu nhân ôm toàn ca, trong phút chốc cũng nước mắt lã chã, hồi lâu sau mới nhìn chu thập cửu, nhìn toàn ca là lại nhớ tới lúc mấy đứa còn bé. Toàn ca vẫn còn quá nhỏ, cho dù ta có toàn tâm toàn ý chăm sóc thì cũng không sánh được với ở cạnh cha mẹ mình. Lời này của chu lão phu nhân có mấy tầng nghĩa, một là ám chi chu thập cửu đừng quên công ơn nuôi nấng mấy năm nay, hai là muốn nhắc tới chu Nguyễn Cảnh. Nếu như chu Nguyễn Cảnh vào tù, toàn ca sẽ phải lớn lên bên cạnh chu lão phu nhân. Nói cách khác, toàn ca sẽ ở lại phủ khang quận vương, cả chu thập cửu lẫn nàng đều không thể nào từ chối. Trước đây Lâm Sương từng nói muốn giao đứa bé trong bụng cho nàng nuôi dưỡng. Bây giờ Cát Khánh Sinh đã được cứu, còn Lâm Sương có thể lớn lên bên cạnh cha mẹ. Không ngờ chân thị tại chết, Chu Nguyễn Cảnh cũng sắp bị xử nặng, người mất cha mẹ biến thành toàn ca. Ở đời đôi khi có rất nhiều chuyện khiến người ta không thể ngờ nổi, Lâm Di nhớ tại cúc mới gả vào nhà họ Chu, chân thị còn bảo toàn ca gọi nàng là thẩm nương lấy quan hệ giữa Chu Thập Cửu và Chu lão phu nhân mà liên tưởng tới nàng và Toàn Ca. Bây giờ Toàn Ca tại đến bên cạnh nàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 260, cản. Toàn Ca khóc rồi ngủ thiếp đi trong lòng Chu lão phu nhân, Chu lão phu nhân lấy khăn lau nước mắt cho Toàn Ca, hai bà cháu yên lặng ôm nhau một lúc, sau đó mới bảo bà vú ôm cháu vào buồng sưởi. Toàn Ca vùng vẫy một hồi, mơ màng mở to mắt ra kêu lên hai tiếng mẫu thân, rồi lại nhắm mắt thiếp đi. Vài ngày nay thằng bé chẳng được ngủ ngon giấc đã mệt mỏi lắm rồi. Thân ma ma tới nói, quận vương gia và quận vương phi đã đi nghỉ rồi, lão phu nhân cũng sớm nằm xuống nghỉ ngơi đi à. Chù lao phu nhân cười mỉa, bọn chúng ngủ ngon là đúng rồi, bây giờ Nguyễn Cảnh bị bắt, bọn chúng đã đạt được mục đích của mình, e chẳng phải nhìn chằm chằm vào nhà tổ nữa thân ma ủ rũ, bà ta vẫn chưa quên được hình ảnh máu thịt bê bết của đại thái thái, nên làm gì bây giờ? Thật phải dương mắt nhìn đại lão gia bị phán tối ư. Có cách nào cũng đều làm hết rồi, ai mà ngờ rằng Chi Lan sẽ lật mặt ngay phút chót chứ, chắc chắn là do Trần Thị dở trò. Chu lão phu nhân đập bàn, à không cho ta sống yên ổn, ta cũng sẽ không để à được thoải mái. Nguyễn Cảnh không về được thì à phải nghĩ cách để làm tròn vai thấm nương này. Ta làm thâm nương không tốt à, vậy ta sẽ trống mắt lên xem à làm thâm nương kiểu gì. Chú lão phu nhân vừa dứt lời thì toàn ca nằm trong bồn sưởi như mơ thấy ác mộng, bỗng nhiên la to. Chú lão phu nhân bảo thân ma ma đỡ mình dậy, vội vã vào xem trưởng tôn. Toàn ca cứ giật mình thức giấc cả đêm, chú lão phu nhân cũng ngủ không yên giấc, luôn luôn sai người qua xem. Lâm Di bên này cũng trằn chọc. Suy nghĩ gì thế? Chu Thập Cửu ôm chặt lấy Lâm Di, cúi đầu hỏi nhỏ bên tai nàng. Lâm Di giúp trong chăn, đang nghĩ về toàn ca, dùng một lúc nàng tại hỏi, lúc quận vương gia đến nhà thẩm nương thì cũng còn nhỏ nhỉ. Chu Thập Cửu gật nhẹ, Lâm Di bùi ngùi, mặc dù còn nhỏ nhưng vẫn có thể nhớ kỹ rất nhiều chuyện. Nhất là việc phụ mẫu mất như thế nào. Bên ngoài gió thổi xào xạc nhưng trong phòng tại vô cùng ấm áp. Chu Thập Cửu nói, lúc mới được Thúc Thúc đưa về nhà, bọn hạ nhân đều nói ta là con riêng của Thúc Thúc, phụ thân ta không có con nên mới âm thầm đưa qua đó nuôi. Sao lại có cái tin đồn này chứ? Lâm Di xoay người qua nhìn Chu Thập Cửu, làm như mẫu thân quận vương gia mang thai 10 tháng là giả vậy. Chu Thập Cửu bình thản cười, sức khỏe của mẫu thân ta không tốt lắm, nên chưa đủ tháng đã sinh rồi lúc đó mọi người đều thấy đứa bé kia nhỏ như mèo con, bà tử đỡ đẻ cũng bảo là 89 phần 10 không sống nổi. Sau này phụ thân ta tìm một vị sư thầy ở chùa Trọng Hoa về làm phép, nghe theo lời sư thầy nói trong 3 tháng không được ôm đứa bé ra ngoài. Sau 3 tháng, trong nhà lại bầy tiệc, đứa bé ôm yếu kia đã trở nên trắng mập, thậm chí còn khỏe mạnh hơn so với mấy đứa trẻ cùng tuổi phụ thân ta nói rằng do đạo trưởng chùa trọng hoa làm phép tốt nên mới thế. Lúc chu thập cửu nói lời này, không dùng ta, mà lại gọi là đứa bé. Lâm Di kinh ngạc nhìn chu thập cửu, quận vương gia cũng nghi ngờ mình không phải là con của khang quận vương ư. Nụ cười của chu thập cửu vẫn thản nhiên như cũ, ta có giống con cháu tổn thất không? Đa số nam tử tôn thất đều có điểm giống nhau, nếu như năm đó Lâm Di gặp thêm vài con cháu tôn thất thì đã không cho rằng Chu Thập Cửu là người nhà họ Trịnh, tất nhiên là giống. Chu Thập Cửu nói, phụ thân và thúc thúc là huynh đệ cùng cha cùng mẹ, nếu như nói ta là con trai của thúc thúc thì cũng khó mà phân biệt được. Nhưng có rất nhiều chuyện khiến cho người ta nghĩ mãi vẫn không rõ. Khi đó phụ thân ta đã mất tước vị, tình hình trong nhà cũng không được tốt lắm, chẳng ai thèm để ý chuyện nhà ta ca cho dù cảm thấy đứa bé thay đổi quá nhiều cũng sẽ không điều tra đến cùng. Bây giờ nhớ lại, nếu như nói là làm phép có thể khiến cho một người thay đổi hoàn toàn, thì Nguyễn Nguyên có tin không? Mấy chuyện làm phép, đốt đèn trong với vẽ phủ chú không bao giờ tin được, chỉ là làm cho yên tâm mà thôi. Lâm Di vòng tay ôm lấy eo chu thập cửu, nhưng trẻ con thì cũng khó đoán lắm, ví như tiểu bắt muội của ta, nửa tháng không gặp đã trắng trắng tròn tròn khác hoàn toàn với lúc trước. Chu Thập Cửu cười nói, phụ mẫu ta đều không còn, Thúc Thúc cũng nằm trên giường không nói được, cho nên cũng chẳng ai biết rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lâm Di cúi đầu tựa vào ngực Chu Thập Cửu, chỉ cần quận vương gia phân biệt rõ ràng bên nào là phụ mẫu, bên nào là Thúc Thầm là được rồi. Người ngoài chỉ có thể nói mà thôi, cuộc sống này vẫn là của chính mình. Thúc Thúc đã vì quận vương gia mà tiêu tốn không ít tiền bạc. Thẩm nương khó chịu, hiển nhiên sẽ suy nghĩ này kia. Nếu như quận vương gia là con ruột của Túc thúc, đối với thẩm nương mà nói thì lợi nhiều lắm, bởi vì quận vương gia sẽ là huynh đệ ruột thịt của đại lão gia và nhị lão gia rồi. Lâm Di Hẳn đang muốn khuyên chàng không nên để ý đến những lời đồn kia. Chàng đã từng tự hỏi liệu thúc phủ có phải là phụ thân ruột của mình hay không? nếu không thì sao lại đối xử với chàng còn tốt hơn cả đối với Chu Nguyễn Cảnh và Chu Nguyễn Quý. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là vì không phải con ruột của mình nên mới cẩn thận hơn. Chu thập cửu hôn lên trán của Lâm Di, Nguyễn Nguyên nói rất đúng, nếu như đã không có đáp án thì chi bằng cứ nghĩ về chiều hướng tốt đẹp. Chịu người một giọt ân huệ, trả người một bát nước đầy, bọn họ có thể dương mắt mặc kệ Chu Nguyễn Cảnh, bên phía Chu lão phu nhân cũng có thể từ từ đầu đá chỉ riêng với toàn ca còn bé bỏng. Lâm Di thở dài, khó khăn lãm mới chìm vào giấc ngủ. Hôm sau, nữ quyền ở tôn thất doanh tới Phủ Khang quận Vương hỏi thăm Chu Lão Phu Nhân. Tưởng thì cũng tới, thỉnh an Chu Lão Phu Nhân trước rồi mới tới phòng của Lâm Di nói chuyện. Tưởng thị nhỏ giọng nói, tất cả đều đang tò mò liệu quận Vương gia có giúp một tay hay không. Lâm Di lắc đầu, kể lại chuyện hôm đó, hình bộ đến nghiệm thi rồi, người nhà họ chân cũng ở đó, ai mà giấu được. Đại Tẩu bị thương rất nặng, nếu nói là bất cần bị ngã thì chẳng ai tin, còn nếu nói là bị nữ quyền đánh thì cũng chẳng nặng thể được. Tưởng thị gật đầu, nói cũng đúng, hơn nữa chuyện này đã được giao cho tông nhân phủ, nếu bàn về quan hệ thân thiết với phủ tín thân vương, khang quận vương còn so được với chu lão phu nhân sao? Nàng nhìn lâm di, mùi yên tâm, chắc chắn sẽ có người nói ra lẽ phải. Trước giờ Tưởng thị luôn bảo vệ nàng, hơn nữa tội ái thiếp diệt thê, người mất mặt là Chu lão phu nhân và Chu Nguyễn Cảnh mới đúng. Tưởng thị nhớ tới toàn ca, đứa bé kia làm sao bây giờ? Sau này phải nuôi ở phủ Khang Quận vương à? Sao không đưa qua bên nhị thái thái kia, chỉ sợ Chu lão phu nhân đang cố ý làm khó muội thôi. Đây là chuyện mà ai cũng có thể nhìn ra, nhưng về tình hay về lý thì Lâm Di và Chu thập cửu đều không thể từ chối tường thị lại nói đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì coi như muội chăm sóc toàn ca lớn lên sau này chưa chắc thằng bé đã nhớ ơn muội dẫu gì vẫn còn tổ mẫu nó ở đó sao lâm di lại không biết điều này quách thị bị chuyện của chân thị dọa sở giờ nằm bẹp trên giường chưa biết có giữ được đứa bé trong bụng hay không chu lão phu nhân ôm toàn ca tới đây nàng cũng không thể đuổi cả hai người họ ra ngoài được lâm di cười trừ với tường thị một lúc lâu sau tưởng thị mới nói, đại thái thái vừa mất, người nhà họ chân đổ hết lỗi lúc trước của chân thị lên đầu chu Nguyễn Cảnh và chu Lão Phu Nhân. Thanh danh của chu lão phu nhân đã không còn được như lúc trước nữa. Tưởng thị dừng một lát rồi nói tiếp, muội đừng sốt ruột, sớm muộn gì cũng có một ngày. Tưởng thị chưa dứt câu, bạch thược đã đi vào báo, tín thân vương phi đến à. Lâm di và tưởng thị quay sang nhìn nhau, chu lão phu nhân còn chưa đi nhờ và thì tín thân vương phi đã đích thân tới rồi. Lâm Di và Tưởng Thị đi đến của Thủy Hoa nghênh đón tín thân vương phi vào phòng chu lão phu nhân. chu lão phu nhân để các nữ quyền ngồi xung quanh, bà ta khóc đến nỗi hai mắt sưng tấy. chu lão phu nhân nhìn thấy tín thân vương phi thì vội vàng đứng lên hành lễ. Tín thân vương phi đưa tay đỡ chu lão phu nhân đứng dậy, mới chớp mắt mà đã thành ra như thế này rồi chu lão phu nhân chi rơi nước mắt tín thân vương phi vội hỏi tới toàn ca đứa bé đáng thương chu lão phu nhân bảo bà vú dẫn toàn ca tới một lúc sau bên ngoài vang lên tiếng bước chân lẫm chẫm của trẻ con mọi người quay đầu nhìn toàn ca đang trợn trừng mắt vẻ mặt căm thù hoàn toàn không hợp với một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn lâm di nhìn chu lão phu nhân để đạt được mục đích mà lợi dụng cả cháu mình chẳng quan tâm rằng làm thế sẽ khiến cho trẻ con có bóng ma trong lòng thật sự khiến người khác phải dùng mình và càng thêm khinh thường tín thân vương phi giang tay đón toàn ca cậu bé chạy thẳng tới nhưng khi đi ngang qua lâm di lại đột nhiên đổi ý nhảo thẳng về phía nàng lâm di giật nảy mình toàn ca khóc lóc đánh vào người nàng vì sao vì sao không cứu mẫu thân ta ngươi là người xấu ta sẽ nhớ kỹ là người hại chết mẫu thân ta mọi người trong phòng đều giật mình chẳng ai ngờ rằng mọi chuyện sẽ biến thành thế này bà vú đứng sau lưng không biết nên làm gì ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào lâm di và toàn ca lâm di cầm khăn định lau nước mắt cho toàn ca ai ngờ toàn ca lại cúi đầu cắn vào cổ tay nàng tất cả mọi người đều hít sâu một hơi hai tay của toàn ca bám chặt lấy lâm di chẳng chịu buông chu lão phu nhân há to miệng vội vã sai người nhanh mau tách thằng bé ra đừng để nó làm quận vương phi bị thương bấy giờ bà vú của toàn ca và nha hoàn bà tử đứng bên cạnh mới hoàn hồn bốn năm người lớn túm tụm lại gỡ một đứa bé hơn sáu tuổi ra đứa bé này vừa mất đi mẫu thân phụ thân cũng không biết về được hay không ai nhìn cũng sẽ thấy không đành lòng trong khi đó giọng điệu của chu lão phu nhân lại khiêm tốn hết mực giống như sợ chọc giận nàng vậy lâm di ngẩng đầu nhìn thoáng qua người hầu đang vây quanh ánh mắt bình thản lại uy nghiêm mấy người hai mắt nhìn nhau không dám bước lên phía trước lâm di giơ một cánh tay khác ra nhẹ nhàng vỗ vỗ cưng toàn ca toàn ca cắn nàng cách mấy lớp quần áo chỉ có trẻ con mới thế không biết rằng cắn thẳng lên da thịt mới khiến người khác thấy đau nàng cũng không thể đối xử với đứa trẻ này như đã đôi lần thì nàng không phải là chu lão phu nhân cũng vĩnh viễn chẳng thể ác độc giống bà ta được phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn